Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con gái Trương Mỹ Nhân hơn 2 tuổi nói liếu lo ăn sô-cô-la biết xin mẹ. Trương Mỹ Nhân gây chú ý khi chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc con gái Bona lên trang cá nhân. Ái nữ nhà người đẹp được khen ngợi hết lời vì nhân sắc cũng như sự hiểu chuyện dù chỉ mới hơn 2 tuổi. Trái ngọt của cặp đôi Trương Mỹ Nhân phía Ngọc Hưng chính là bé Bona, từ khi được mẹ công khai nhóc tiền nhận nhiều tình cảm từ phía khán giả, cô bé được nhiều người yêu mến bởi sự đáng yêu, ngoan ngoãn. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên phim Duyên Kiếp có nhiều dịp khoe con gái cưng và thu hút nhiều lượt xem. Ai nấy thừa nhận lọt hố vì vẻ ngoài xinh xắn, hồn nhiên của bé Bona nhà cặp sao Trương Mỹ Nhân cho con gái cưng Bona lên sóng thường xuyên. Không ngoa khi nói rằng người đẹp họ Trương là bà mẹ cuồng con nhất nhì vi biết vì liên tục khoe những khoảnh khắc đáng yêu của cô bé Bona. Mới đây nhất, người đẹp sinh năm 1995 đã chia sẻ video ghi lại giọng nói đáng yêu cùng sự lễ phép, ngoan ngoãn của con gái cưng. Bé Bona trong lần lên sóng mới đây. Con gái Trương Mỹ Nhân 2 tuổi giọng nói liếu lo. Trong cuộc trò chuyện với mẹ, bé Bona bày tỏ muốn được ăn sô-cô-la. Ngay sau đó, Trương Mỹ Nhân đã dạy con cách cư xử ngoan ngoãn với người lớn bằng cách hỏi bé Con muốn ăn kẹo sô-cô-la hả? Con xin phép mẹ chưa? Ngay lập tức, cô bé hơn 2 tuổi khoanh tay lại và xin phép mẹ đàng hoàng. Khi mẹ đưa sô-cô-la cho, bé Bona còn khoanh tay và nói Con xin mẹ, khiến nhiều khán giả lọt hố. Bé Bona hào hứng vì muốn ăn kẹo sô-cô-la. Con gái Trương Mỹ Nhân khoanh tay xin mẹ khi được cho kẹo. Qua video ngắn, khán giả dành nhiều lời khen cho bé Bona vì sự đáng yêu và ngoan ngoãn từ nhỏ. Cô bé cũng được khen hết lời vì giọng nói liếu lo, trong veo và dễ thương ở tuổi lên 2. Đặc biệt, Trương Mỹ Nhân cũng nhận nhiều lời tán dương từ người hâm mộ vì nuôi dạy một em bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lễ phép từ bé. Bona không chỉ xinh xắn mà còn có giọng nói hết sức đáng yêu. Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường, bé Bona còn thừa hưởng sự tự tin trước ống kính giống y như mẹ mỗi khi có dịp đi chụp hình. Cô bé hơn 2 tuổi dạng dĩ, cùng mẹ tạo nên những bức ảnh đẹp và đầy tính nghệ thuật. Nhiều khán giả còn tin tưởng rằng nhóc từ này sẽ sớm kế nghiệp mẹ ở lĩnh vực nghệ thuật vì từ nhỏ đã rất tiềm năng. Bé Bona tự tin po dán trước ống kính. Hai mẹ con Trương Mỹ Nhân thường được khen hết lời khi xuất hiện cùng nhau. Mỗi khi lên hình, Trương Mỹ Nhân thường mặc đồng điệu với con gái. Người đẹp 28 tuổi luôn thể hiện tình yêu vô bờ bến cho con gái kể từ khi bé chào đời. Có thể thấy người đẹp họ Trương biết rèn cho con tư duy và biết suy nghĩ, quyết định từ nhỏ. Không dùng những ngôn từ nặng nề với bé nhưng cũng không nuông chiều. Trương Mỹ Nhân nuôi dạy con khéo, cô giống như một người bạn của con để thấu hiểu bé. Những khoảnh khắc bé Bona xuất hiện cùng bố mẹ luôn đốn gục trái tim người hâm mộ. Sau khi tham gia một chương trình thực tế, gia đình nhỏ của Trương Mỹ Nhân và Phía Ngọc Hân càng thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Phí Ngọc Hân còn chuẩn bị một món quà bất ngờ cho Mỹ Nhân để thể hiện tình cảm của mình. Thông qua chương trình, anh cũng đã gửi tới người phụ nữ của mình một lời hứa là sẽ sớm cho cô danh phận tổ ấm đáng yêu của Trương Mỹ Nhân và bạn trai. Bé Bona hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương của cả bố và mẹ. Phía Ngọc Hân hứa hẹn cho mẹ bé Bona một danh phận. Hiện tại bé Bona được sống trong tình yêu của cả bố và mẹ. Đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất ở tuổi thơ của cô bé. Nhờ sự giáo dục khéo của bố mẹ, chắc chắn cô bé sẽ trở thành một nhóc tùy giàu tình cảm, ngoan ngoãn và thông tuệ. Bạn nghĩ sao về con gái Trương Mỹ Nhân, Phía Ngọc Hân? Hãy chia sẻ cùng tin mới nhất nhé! bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo